Hôm nay về cái con chuyên cơ mặt đất này, cái con đĩa bay, tàu bay, phi tàu bay này là kinh khiếp, toàn bay thôi. Toàn bay thôi. Ồ, em thấy nó lướt lướt mà nó to to. Đúng rồi, xe này nó giống theo kiểu như lướt lướt đấy. À. Vì mình có ngồi trong xe mình có nhìn thấy đầu xe đâu. Em nhìn trong nên em cảm giác lái thực thoáng luôn. Đấy, nó giống là cái ván nước đấy. Ờ, thế người ta gọi là phi thuyền đĩa bay đấy. À, phi thuyền đĩa bay. Chuyên cơ mặt đất đấy à? Ừ, đấy, nhưng con này không hề biết bay luôn. Đấy chưa? Nhưng mà chính xác là con này nó tên luôn là gì nhỉ? Mẫu xe Mitsubishi Grandit. Mẫu xe đời 2009, đời chót rồi. Grandit à? Ừ. Đời chót là như nào chị? Ờ, con này đời cuối cùng 2009, 2010 là chuyển sang xe đời khác, xe khác rồi. Không sản xuất nữa. Ừ, đó, đây. Cái mẫu xe này là mẫu xe 7 chỗ số tự động 2.4 em nhá. Ui. Đấy, xe rất đẹp luôn. Rộng thế nhỉ chị nhỉ? Quá rộng, rộng rãi mà đúng là kiểu như là xe limousine ấy. Bệ tì tay giống như limousine luôn. Ui nhưng mà rộng thật đấy. À, đầy đủ màn hình Android, cam đùi, hành trình đầy đủ tích hợp ở trên xe luôn. Ôi nhưng mà chị ơi, thế bây giờ nó không sản xuất nữa thì đồ đạc thay thế sửa không, chữa em ơi, không? Cái dòng đồ đạc nó rất nhiều, có nghĩa nó không sản xuất được cái chiếc xe này nữa. À. Mà nó chuyển sang một cái chiếc xe gọi là tên xe khác. À. Đấy chứ không phải là nó cái Mitsubishi Grandit gì nữa. Em lại tưởng cái dòng Mitsubishi này nó phá sản. Cái form này nữa không, Mitsubishi giờ người ta đi đầy Xpander này. À. Đấy, một cái dòng xe phổ thông chạy dịch vụ đấy. À. Được chưa? Có nghĩa là cái năm đấy là người ta sản xuất cái con này. Ừ. À. Từ 2009 đổ xuống là hầu hết là Grandit này nhiều, 2004, 2005 đến 2009. Được chưa? Mitsubishi Grandit đời 2009 động cơ 2.4. À. Đấy. Xe 7 chỗ. Bây giờ giá như nào chị? Giá chị đang chào bán là 295 triệu. 295 triệu. Ờ, giá rất hợp lý đúng không? Ba vùng điều hòa này, 7 ghế này, cốp rất sâu và rộng này. Ui, rộng nhỉ. Phải nói công nhận là rộng thật đấy. Đó, phi thuyền đĩa bay. Đấy, cũng là đầu tiên chị không biết là phi thuyền đĩa bay cái gì đâu. À. Đấy, tại nhiều mình quay nhiều rồi, khách hàng hỏi đó mình không biết, về sau có người giải thích là tại vì mình không nhìn thấy cái đầu xe đấy. À. Thế nên cảm giác lái xe nó rất là nước, rất là bay. À. Thoáng, đó, kiểu nó thoáng đấy. À, thì ra là vậy. Ừ, đây này, có nhìn thấy đầu xe đâu? Quá là hợp lý. Có những con xe mình ngái là mình nhìn hết đầu xe. Đấy. Rất đẹp. Mà cái dòng này phù hợp chuẩn xe gia đình, không sợ tốn xăng đâu. Vì cái mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe động cơ 2.4 là còn 7 chỗ, loanh quanh cứ tầm 10-11 lít là rất bình thường. Được chưa? Sợ nhất là chạy dịch vụ thì người ta không chọn những cái dòng này đâu. Được chưa?